Đây là lò rồi, làm đây cốm. là cái lò mà rang cốm của bà con miền Tây ở đây. Cái phần màu đen mà nhà rồi, mình đang thấy dụng đó là rồi, cát chị. Đen nhập từ Úc về cả nhà mình nha. Sử Sau dụng đó họ bằng sẽ lá bỏ dừa. lúa nếp vào. Đây là lúa nếp đây. Nấu bằng lá dừa. Đây, lúa nếp đây cả nhà mình nha. Dừa cát. Rồi, đổ vào. Rồi. Đây, sau đó họ sẽ đảo lên, nó sẽ nổ lên cả nhà mình ha. Dạ, mình coi đi, mình thử nha. Dạ. Đây, nó nổ lên chúng ta này, nổ bắp vậy cả nhà mình ạ. Sau đó họ sẽ đem ra ngoài cái khay như thế này, họ sàng. Dạ, và họ đem ra ngoài bàn để họ trộn lá dứa nè, trộn hành ngò nè, trộn trà bông nha. Và nhớ giúp em, cốm ở đây người ta không dùng đường mía để làm cốm nha, mà người ta dùng mật nha và mật ong và nước cốt dừa để làm cốm. Dạ. Sweet rice. Đây sàng. Dạ. Về dưới miền Tây thì không có gì cao sang đâu cả nhà, cây nhà lá vườn là chủ yếu thôi. Dạ. Cái này là mình có thể mình trộn với sữa tươi. Anh chị nào mình muốn giảm cân á thì sáng mình mới ăn cái này nè, mình trộn với sữa tươi để ăn giảm cân nha cả nhà mình ha. Rồi, đó là thành phẩm được nhiêu đó đó. Mọi người tới đây ăn trái cây. Nghe thanh long đỏ. Rồi nghe đờn ca tài tử. They say the fruit here is the best in Vietnam. Rồi chào chào đi nha. The fruit and also the weather and everything. Sao nữa bạn? Phát trời một bao âm thiên. Nhất
là nãy cái cô gái mà cái chú mà tay đó chụp với lại cái cô gái đó rồi cũng tính từ Bến Tre nhá. Dạ. Do đó là cứ trung bình về một năm là con kiếm hoài khoảng vài cái đầu heo là cũng từ ở chỗ đờn ca tài tử xứ Dừa lúc nãy đó cô chú. Ở đó hồi nãy là khu vực đó là mấy bé ca sĩ là thích con lắm. Riêng chỉ có một người ở chỗ đờn ca tài tử lúc nãy là nhà mình nghe đó, là một người họ sẽ không thích con mà họ ghét con lắm. Đó là bà chủ đờn ca tài tử. Tại vì nhân viên của bà là con gã đi khắp mọi miền tổ quốc rồi. Rồi thưa cô chú anh mến, nói về Bến Tre này á thì mình phải nói đến một cái món đặc sản đã làm nên tên tuổi của vùng đất Bến Tre. Người ta không có dùng đường mía để làm kẹo cô chú ha. Dạ. Mà nguyên liệu làm kẹo dừa ở đây rất là hay. 70% là dừa và nước cốt dừa, 25% là mạch nha. Mạch nha tức là lúa mầm non và ngũ cốc họ thắng và chân cất lên, tạo thành một cái hỗn hợp màu trắng vàng để họ trộn với kẹo, chứ không có sử dụng đường mía cô chú ha. Và 5% là nhân để làm nên viên kẹo dừa. Do đó mà lát nữa cô chú ăn cái viên kẹo dừa ở đây á, nó giống như là sô-cô-la vậy, nó mềm dẻo y như là sô-cô-la tan chảy trong miệng vậy. Thì ở đây họ có rất là nhiều những vị kẹo dừa nha cô chú ha, như là kẹo dừa nguyên chất nè, kẹo dừa cacao, kẹo dừa đậu phộng, kẹo dừa lá dứa và kẹo dừa sầu riêng. Dạ. Và loại đặc biệt là kẹo dừa sáp cô chú nha. Thì lát nữa khi mà cô chú tới làm kẹo dừa này, chúng ta tham quan thưởng thức kẹo, nhớ giúp con thưởng thức hết các vị kẹo dừa ở đây, thấy cái nào ngon mình mới mua nha. Dạ. Và như con có nói là dưới này là về đây là vùng đất Bến Tre, người ta không có dùng đường mía để làm kẹo cô chú ha. Dạ. Mà nguyên liệu làm kẹo dừa ở đây rất là hay. 70% là dừa và nước cốt dừa, 25% là mạch nha. Mạch nha tức là lúa mầm non và ngũ cốc họ thắng và chân cất lên, tạo thành một cái hỗn hợp màu trắng vàng để họ trộn với kẹo, chứ không có sử dụng đường mía cô chú ha. Và 5% là nhân để làm nên viên kẹo dừa. Do đó mà lát nữa cô chú ăn cái viên kẹo dừa ở đây á, nó giống như là sô-cô-la vậy, nó mềm dẻo y như là sô-cô-la tan chảy trong miệng vậy. Thì ở đây họ có rất là nhiều những vị kẹo dừa nha cô chú ha, như là kẹo dừa nguyên chất nè, kẹo dừa cacao, kẹo dừa đậu phộng, kẹo dừa lá dứa và kẹo dừa sầu riêng. Dạ. Và loại đặc biệt là kẹo dừa sáp cô chú nha. Thì lát nữa khi mà cô chú tới làm kẹo dừa này, chúng ta tham quan thưởng thức kẹo, nhớ giúp con thưởng thức hết các vị kẹo dừa ở đây, thấy cái nào ngon mình mới mua nha. Dạ. Và như con có nói là dưới này là về đây là mua. Con không chuyên nghiệp bằng mấy chú ở đây đâu, mấy người đàn ông ở đây đâu. Thì cô chú thân mến, ở dưới này người ta lột bằng con dao này nha, chứ không có lột bằng dao phai đâu. Dao phai nó lột chậm lắm, dao này lột rất nhanh, nhưng bù lại mức độ nguy hiểm của nó rất là cao cô chú ha. Ở dưới này cái công việc lột dừa này là chỉ có người đàn ông họ lột được thôi, đàn bà phụ nữ không làm được, bởi vì công việc này rất là cực và nguy hiểm. Và trung bình một ngày, một người đàn ông ở đây họ có thể lột được từ 800 cho đến 1000 trái dừa. Dạ. Yeah. Bây giờ là chắc chắn cô chú sẽ thắc mắc là tại sao lại có hai con số giữa 800 và 1000 đúng không ạ? Bởi vì những người đàn ông ở đây họ lột dừa đó, họ bị ảnh hưởng bởi người vợ, người phụ nữ rất là nhiều. Con lấy ví dụ ha, ngay tại Trần Lần như thế này. Rồi, còn đây là cái quy trình của bà con sẽ làm kẹo dừa ở đây. Dạ. Mời cả nhà mình dùng thử những viên kẹo dừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn ha, mới ra lò. Kẹo dừa làm xong người ta sẽ cắt và cuốn bánh tráng lại như thế này đây. Dạ. Yeah. Sau đó đóng gói lại một gói ha. Đây là lò làm đây cơm. Đây là cái lò mà rang cơm của bà con miền Tây ở đây. Cái phần màu đen mà nhà mình thấy đây chính là cát đen nhập từ Úc về cả nhà mình nha. Sau đó họ sẽ bỏ dừa. Lúa nếp vào. Dạ. Yeah. Đây là lúa nếp đây. Nấu bằng lá dừa. Đây, lúa nếp đây cả nhà mình ha. Dạ. Yeah. Rồi, đổ vào. Rồi. Đây, sau đó họ sẽ đảo lên, họ sẽ nổ lên cả nhà mình ha. Dạ, mình coi đi, mình thử nha. Dạ. Đây, nó nổ lên chúng ta là nổ bắp vậy cả nhà mình ạ. Sau đó họ sẽ đem ra ngoài cái khay như thế này, họ sàng. Dạ, và họ đem ra ngoài bàn để họ trộn lá dứa nè, trộn hành ngò nè, trộn trà bông nha. Và nhớ giúp em, cơm ở đây người ta không dùng đường mía để làm cơm nha, mà người ta dùng mật nha và mật ong và nước cốt dừa để làm cơm. Dạ. Sweet rice. Đây, sàng. Dạ. Về dưới miền Tây thì không có gì cao sang đâu cả nha, cây nhà lá vườn là chủ yếu thôi. Dạ. Cái này là mình có thể mình trộn với sữa tươi. Anh chị nào mình muốn giảm cân á thì sáng mình mới ăn cái này nè, mình trộn với sữa tươi để ăn giảm cân nha cả nhà mình ha. Rồi, đó là thành phẩm được nhiêu đó đó.